Chị Thương, cho chị xem thứ này. Đây là gì? Cái này là bùa hộ thân mà bố tôi đã đưa cho tôi lúc tôi học trung học. Chú có lòng thật đấy. Gì chứ? Lúc trước bố tôi mở tiệm game, tùy tiện lấy một sàng rồi đục lỗ đưa cho tôi thôi. Ai mà đi thích thứ này chứ? Tôi nói anh nghe, sau này đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi còn nhỏ hơn anh đấy. Này, một ngày làm cô giáo, cả đời làm chị mà. Thi đấu vòng loại chia làm 16 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Đội duy nhất đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng 16 đội. Đối thủ lần lượt sẽ là M6, GLC, ATP. Tên đội cái kiểu gì vậy? Đều là chữ cái thôi. Phải đấy, tên mà tôi nghe còn không hiểu. Đâu có hay như tên chúng ta, đúng không chú Vương? Chỉ biết nói đùa với chú thôi. Đi nào, nấu cơm thôi. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, mọi người chuẩn bị bắt đầu đi. Tên này khá lắm. Ông chủ, trận này thật sự đánh quá đẹp. Ừ. Ông chủ, em vừa nhận được tin đội gia đình thắng lợi cũng vào trong rồi. Ông chủ, có cần làm chút trò nho nhỏ không? Không cần. Dựa vào vận may thì chúng không đi được bao xa đâu. Cậu nói đúng không, đội trưởng? Không sai. Cứ đợi mà xem. Nói gì vậy? Đội trưởng nói cậu ấy nhớ con chó và dì ba ở nhà. Không thể ngờ có thể vào được vòng quyết đấu. Tên Triệu Kim Phát kia, lần này có kịch hay để xem rồi. Cái tên đó, bố nói con nghe, cả đời đều không phải là đối thủ của bố. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thắng thua không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là được. Đúng. Được rồi, đồ đạc sắp xếp xong rồi, vậy con đi nhé. Đưa cho con. Cố lên nhé. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp giải đấu W Game toàn quốc năm 2017. Lần thi đấu này có giải thưởng lên đến 1 triệu nhân dân tệ, trước giờ chưa từng có. Ngày mai chúng ta sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Hiện tại, các đội tham gia W Game lần này đã tập trung đầy đủ. Rất nhiều tuyển thủ có năng lực cá nhân rất vượt trội. Thâm Thành, giải thưởng cao như vậy, cơ hội rất lớn để nổi tiếng. Đây là một cuộc thi chân chính đầy ý nghĩa. Hai mươi phút nữa tập trung ở đại sảnh tham gia bữa tiệc của nhà tài trợ. Sắp xếp đồ đạc đi. Đối thủ trong vòng 8 đội của chúng ta đang ngồi ở hướng 2 giờ. Mọt sách, đừng xem thường họ. Đội này được thành lập lâu rồi. Họ đều là các mọt sách khoa học ở các trường đại học nổi tiếng. Bọn họ chủ yếu chơi theo lối phòng thủ, rất giỏi trong chiến đấu kinh tế. Này, mấy cô gái kia làm gì vậy? Tôi chỉ biết đội này được thành lập không lâu. SS, các thành viên toàn là nữ.
Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, sao cứ phải chơi game? Cẩn thận đấy, chúng ta có thể sẽ gặp họ ở tứ kết. Rất mong đợi. Xin lỗi, tên khốn. Tiểu thương, lâu rồi không gặp. Anh muốn nói gì? Game thủ chuyên nghiệp mà lại lãng phí thời gian vào mấy thứ vô dụng này. Mong anh tôn trọng bạn bè của tôi. Gia đình thua cuộc, chúng tôi đến chào hỏi thứ vô dụng mấy người thôi mà. Lúc tôi bắt đầu chơi game thì anh còn đang tè dầm đấy. Mồm miệng lanh lợi mấy cũng vô ích. Chúng ta gặp nhau ở trận đấu, nếu lúc đó các người còn trụ lại được. Tiểu thương, tôi thật sự rất muốn đấu với cô một trận trên chiến trường. Đáng tiếc quá, các người chẳng qua... Chào mừng đến với vòng đấu 8 đội của W Game. Anh nghĩ thế nào về cuộc thi đấu hôm nay? Vẫn xem trọng những đội mạnh truyền thống thì hơn, vì tôi cảm thấy thực lực của họ không có gì phải bàn cãi. Chiến thắng chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng tôi nghe nói trong vòng loại lần này có một đội mới đấu rất hay. Vậy thì cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Tiếp sau đây là đội mạnh truyền thống Aegis. Chiến đấu với một đội mới vô cùng thú vị, gia đình thắng lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy đồng phục đội Aegis là trang phục chất liệu cao cấp, trông rất điềm tĩnh. Nhưng ngược lại, bên phía gia đình thắng lợi, đồng phục họ mặc cảm giác giống như đi sửa xe vậy. Tôi lại cảm thấy đồng phục của họ rất thú vị, nó cũng phù hợp với thân phận ngựa ô của họ. Mọi người đừng căng thẳng, cứ theo kế hoạch của chúng ta mà làm là được. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Lối đánh của Aegis chính là dựa vào kinh tế là chính. Họ đã bày ra thế trận quen thuộc của mình. Tôi tin chỉ cần cho họ thời gian 30 phút, thắng trận đấu này có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Aegis đang một mình lên tuyến trên. Gia đình thắng lợi sao cũng chạy lên rồi. Chúng tôi phát hiện gia đình thắng lợi bất ngờ thay đổi hướng đi. Họ đang làm gì vậy? Quy tắc đúng không phải như vậy. Aegis, cách đánh là dựa vào kinh tế làm chính, chuyên đi theo ba hướng theo lối truyền thống. Có chiến thuật chính xác đến từng giây, muốn đánh bại họ bắt buộc phải dùng cách ngược lại, làm loạn tiết tấu của họ, giành chiến thắng ngay giai đoạn đầu. Mọi người đổi lộ tuyến trên dưới, Tráng Tráng và Âu Dương của tuyến dưới sẽ lên trên để áp đảo chiến sĩ của họ, ngăn cản họ kiếm tiền. Còn chiến sĩ của chúng ta sẽ rút xuống tuyến dưới, giành lấy ưu thế. Phải tin vào công thức của chúng ta, không được hoảng loạn. Lên đi. Mặc dù Aegis tính toán rất chuẩn xác về mặt kinh tế, nhưng họ không đối phó linh hoạt được với chiến thuật biến hóa. Đúng, năng lực phản xạ khi lâm trận của họ vẫn còn chưa đủ mạnh. Đến đây nào, các anh chàng khoa học gia. Vừa rồi Thánh Game sử dụng kỹ năng ẩn thân, xông thẳng vào trong trận chiến, thi triển tất cả kỹ năng lên đối phương. Bên này Newton đã thi triển kỹ năng di chuyển, trốn ở dưới tháp. Nhưng xem ra, tháp 1 sẽ không giữ được. Chúng ta có thể thấy gia đình thắng lợi đã giành được ưu thế áp đảo. Chuẩn bị đánh thôi.
tuyến dưới bị phá, đã tạo nên thế đánh 3-1. Gia đình thắng lợi lấy gì để phòng thủ đây? Gia đình thắng lợi đang không ngừng đuổi đến tháp 2. Kinh tế và trang bị của Thánh Game cũng rất tốt. Hiện đang xông thẳng đến khiêu chiến Teras. Không ngờ Teras sẽ bị giết. Aegis mất ưu thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hủy hoại căn cứ. Căn cứ của Aegis đã bị gia đình thắng lợi giành được rồi. Nhóm SS nổi tiếng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng mà vào đến tứ kết. Tôi lại cảm thấy đối thủ của họ có lẽ là nhóm không có danh tiếng, chỉ dựa vào may mắn thôi, không có gì đáng tin cả. Tôi lại rất kỳ vọng vào việc Ngựa Ô xuất hiện. Trái ngược với dự đoán, đội tấn công đầu tiên lại là gia đình thắng lợi. Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lý Gián, hôm đó chẳng phải tôi đã bắt chuyện với một cô gái sao? Cô ấy chính là pháp sư tiểu cửu của SS. Tôi có thể ngồi đây không? Tối hôm đó tôi có uống vài ly với cô ấy. Chỉ có vài ly thôi, nhưng tôi lại phát hiện ra một bí mật lớn. Thông qua tiểu cửu, William biết được thành viên SS không mấy hòa thuận với nhau. Nữ phù thủy đâu rồi? Mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở chỗ nữ phù thủy và ách vận của tuyến dưới. Vậy nên trong lúc chiến đấu, chúng ta có thể bỏ qua một ít điểm mà tập trung liên tục gây rối tuyến dưới, làm gia tăng mâu thuẫn của họ. Hoa kiếm, chiêu thức đẹp lắm. Hoa kiếm bị giết rồi. Đến đây, đến đây. Sau khi được bơm máu, William vẫn luôn chờ đợi thời cơ, thậm chí còn tiến đánh vào trong rừng. Gia đình thắng lợi này chẳng có tố chất gì cả. Pháp sư của gia đình thắng lợi hy sinh điểm thưởng để công kích tuyến dưới, đúng là hiếm thấy. SS bị thua không còn gì để nói. Cô cố tình mặc kệ đúng không? Là cô tự tìm cái chết thôi. Hoa kiếm, còn cô, tôi không thể cứ túc trực ở tuyến dưới được. Các cô điên hết rồi sao? SS hình như đang xảy ra tranh chấp. Gia đình thắng lợi đang không ngừng hủy tháp. Khoảng cách đã trở nên rất lớn. Vậy có phải là hơi bỉ ổi không? Này, là binh lính, sao nói tới bỉ ổi? Tôi ủng hộ cách của William. Hơn nữa, nếu họ đoàn kết tin tưởng lẫn nhau thì sẽ trúng kế sao? Rốt cuộc cô có biết chơi game không vậy? Tự cô muốn chết còn kéo theo người khác. Tôi sao? Có phiền không? Có thôi đi không? Trận đấu tứ kết mà cô làm ăn vậy hả? Rốt cuộc là cô cố tình phải không? Ý cô là sao? Tôi chơi tốt nhất ở đây rồi. Chúc mừng nhóm gia đình thắng lợi đã giành được chiến thắng.
Bây giờ thua rồi đấy. Nhìn cái gì mà nhìn. Đi thôi. Thật không hiểu sao cô lại có nhiều lý do đến thế nữa. Anh không xem nữa sao? Chán quá. Đều là thứ vô dụng. Nhóm ranker này, mọi người đều hiểu rất rõ, lối đánh của họ biến đổi không ngừng. Hơn nữa, thực lực cũng không cần phải nghi ngờ, chỉ là tôi khá lo cho đội có xuất thân tiệm nét kia. Lần này rốt cuộc vận may của họ sẽ đi đến đâu? Chơi thôi. Ồ, bên này chúng ta nhìn thấy kỹ năng tấn công bất ngờ. Saiju của Ranker xuất hiện trong rừng. Sát thủ của hai bên đang giao chiến ở đây. Cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra. Bên này có thể nhìn thấy cú giáng từ trên trời xuống. Thánh game trúng một đao và đang lùi lại. Bên này chúng ta đã nhìn thấy anh ấy dẫm ngay vào thẻ pháp thuật nên bị cầm tù rồi. Nhưng vào lúc này sao Poker lại xuất hiện ở trong rừng chứ? Chết đi! Cái quái gì? Hai người... Căn cứ vào tình hình chiến thuật của họ các trận trước, thật ra họ không hề dùng thế trận gì đặc biệt. Chiến thuật toàn cầu và Puss họ đều dùng. Sở trường của họ là khống chế tiết tấu trận đấu, khiến đối thủ không kịp chuẩn bị mà đi vào bẫy họ đã bày sẵn. Thật ra nếu không muốn bị họ dắt mũi, rất đơn giản, chính là chúng ta phải có một chiến thuật ổn định, lấy bất biến ứng vạn biến. Thì ra Ranker đang dùng chiến thuật song du tẩu. Nếu là như vậy, có tầm nhìn tốt để tránh ganh là quan trọng nhất. Chúng ta bắt đầu nào. Cô đang đùa với tôi sao? Ra đây đánh với tôi này. Tôi nghĩ đội gia đình thắng lợi chỉ có thể đánh vì tiền. Vậy nên dẫn đến Ranker có sử dụng chiến thuật song du tẩu cũng không có mấy tác dụng. Có thể nói kiểu đánh này của gia đình thắng lợi khá là ổn định. Trừ ADC ra, tất cả những thành viên khác đều tập trung phòng thủ, có lẽ đang đợi cơ hội nào đó. Cầm cự thêm chút là ổn. Cuối cùng họ cũng mất kiên nhẫn. Đến đây nào. Song sát. Tam sát. Tứ sát. Ngũ sát. Bạo tẩu nam của gia đình thắng lợi không ngờ đã đạt được ngũ sát. Chiến thuật song du tẩu của Ranker đã hoàn toàn bị phá bởi chiến thuật một công bốn thủ của gia đình thắng lợi, dẫn đến thiếu tiền cho trang bị. Vậy chúng ta hãy cùng chúc mừng gia đình thắng lợi dựa vào vận may của họ đi đến vòng cuối cùng. Đánh giá thấp họ rồi. Ace, phải chú ý lúc chiến đấu, không được quá khinh địch. Ông bố hồ đồ đang gọi. Alo. Cuộc thi đã diễn ra được một tuần. Gia đình thắng lợi đã duy trì thành tích chiến thắng, thành công tiến vào chung kết. Họ sẽ gặp chiến đội ưng đen trong truyền thuyết.
DC với tư cách từng là đối thủ của Ưng Đen, anh có cảm nghĩ như thế nào? Cả đời tôi chưa từng bị đánh thảm như vậy. Ưng Đen đó thật sự là nhóm được dự đoán chiến thắng cao nhất. Kỹ thuật chiến đấu của họ tốt đến mức khó tin, khả năng nắm bắt thời cơ chiến đấu và sự tuân thủ chiến thuật đối với việc khống chế cuộc thi thật sự rất điên cuồng. Xem ra, gia đình thắng lợi không có cơ hội rồi. Là vậy sao? Theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên họ tham gia thi đấu offline. Tuy có tiểu thương cố vấn cho họ, nhưng đội này cũng chỉ mới thành lập được vài tháng. Đây là cuộc thi có giải thưởng lên tới hàng triệu, những thứ như sự may mắn. Xin lỗi, chen ngang một chút, chúng tôi vừa nhận tin tiệm net do gia đình thắng lợi đại diện do vi phạm kinh doanh nên bị hủy tư cách thi đấu. Có thành viên bị mua chuộc đã rời khỏi đội. Tình hình cụ thể trước mắt vẫn đang được điều tra. Nếu trước khi thi đấu không cách nào khôi phục tư cách, vậy thì đội Ưng Đen sẽ trực tiếp giành được giải quán quân. Giải thưởng 1 triệu nhân dân tệ chỉ còn cách họ một bước thôi. Tiểu Tuyết, Khải Khải ngủ rồi à? Vâng. Chú Vương, tiệm net xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nhắc đến nữa. Không biết là ai đi tố cáo tôi. Nói tiệm net của tôi cho trẻ vị thành niên vào chơi. Tôi có nói đứa bé này là do mẹ nó gửi ở đây, nhờ tôi chăm sóc cho nó. Nhưng họ không tin, cứ nhất quyết đòi điều tra, còn bắt tạm dừng kinh doanh nữa. Trời ạ, ngày mai cháu sẽ đi tìm quản lý ban ngành giải thích. Không phải, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là nếu tiệm net này của tôi bị đóng cửa thì cả chiến đội sẽ đều bị mất tư cách chiến đấu. Tôi thật sự xin lỗi mọi người. Này, đi đâu thế? Đến cả rồi à? Vương Trạch nhanh lên, chào hỏi mọi người đi. Chào hỏi mọi người đi. Nào, uống bia đi mọi người. Âu Dương Nam uống nào. Cay rồi, cay gì mà cay. Dù sao cũng không thi đấu được nữa. Cay cái gì chứ. Nào, uống cùng tôi nào. Anh uống bia thì có ích gì? Không có ích gì. Chẳng có tác dụng gì. Tôi là vô dụng nhất. Vương Trạch, đừng quậy phá nữa. Không được thì ngày mai con lại quay về làm việc. Nào, đi làm sao? Tôi cũng không sợ nói sự thật cho mọi người biết. Tôi là thất nghiệp nên mới quay về đây. Tôi căn bản chẳng phải tinh anh gì cả. Tôi là bị thành phố lớn đuổi về đây đấy. Con nói cái gì vậy? Bố đừng có ngạc nhiên. Công việc cũng không giữ được. Mẹ con bị bệnh, bố cũng không có tiền. Bây giờ thì sao? Ngay đến tiệm net rách nát, bố cũng không giữ được. Con đúng là con trai ngoan của bố đây. Kế thừa hết mọi ưu điểm của bố. Gen kém cỏi. Triệu Kim Phát, ái chà, khách quý, ngôi sao lớn, sao lại đến đây? Ông chủ Triệu, chúng ta nói thẳng ra đi, có phải ông sợ thua không? Tiền tôi trả lại cho anh, sao vậy? Chê ít à? Hôm qua là tôi hồ đồ. Cậu có biết đội của cậu bị hủy tư cách thi đấu rồi không? Có hủy tư cách thì tôi cũng không bỏ rơi họ. Giả vờ đại nghĩa. Hả? Cậu thi đấu có phải là vì chút tiền này không? Từ lâu đã không thấy nữa rồi. Tên béo kia, tôi cho cậu biết, nếu không có chuyện này thì cả đời cậu cũng chẳng lọt vào mắt sư gia này đâu. Cậu tưởng cậu làm xã hội đen ở Vịnh Đồng La hay sao mà còn giở trò xem trọng tình anh em? Đồ nhãi nhép. Tên này đang đùa với ai vậy hả? Chẳng là cái thá gì cả. Tên ngu ngốc, khốn kiếp, không ra gì. Nhìn cái mặt đần ra kìa, ngu ngốc. Ông chủ,
Là cậu tố cáo tiệm net của Vương Thắng Lợi sao? Đúng, chính là anh ta. Anh ta còn mua chuộc thành viên béo kia rời nhóm nữa. Game thủ chuyên nghiệp chúng tôi chỉ phân chia thắng thua trên chiến trường. Đồ khốn kiếp. Cậu nhớ rõ cho tôi, cá cược cũng phải có tự trọng, có hiểu không? Từ nhỏ tôi đã chơi bài cá độ với Vương Thắng Lợi, cá cược cả đời, nhưng tôi chưa từng dở trò. Cậu mau chóng đi nói với quản lý ban ngành đi. Long Cao Tử khiến tôi say. Vương Trạch, anh định cứ mãi uống như vậy sao? Chứ cô nghĩ tôi còn có thể làm gì? Công việc không có, thi đấu cũng không còn, bây giờ đến tiệm net cũng mất, đến bố tôi cũng mặc kệ tôi rồi. Anh đừng uống nữa. Này, tôi nói cho cô biết một bí mật nhé. Tôi thật sự không hề biết gì về công thức bánh thịt chiên chết tiệt kia. Từ đầu đến cuối, tôi đã lừa cô đấy. Tôi chính là một tên lừa đảo chết tiệt. Anh nghe tôi nói. Trước đây có một cô gái tập luyện điền kinh, mỗi ngày đều một mình chạy rồi lại chạy, mãi cho đến một ngày cô bé ấy gặp được một ông chú. Có lẽ trong mắt nhiều người, chú ấy không phải là một người bố thành công. Nhưng trong lòng tôi, chú ấy là người bố tốt nhất trên đời. Chú ấy nghèo cũng rất yếu đuối, nhưng chú ấy biết cuộc sống thật sự là gì. Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn sống vui vẻ nữa chứ? Bây giờ cô nói những lời này thì có ích gì? Dù gì cũng không thể thi đấu được nữa. Cô tiếp tục đi con đường tươi sáng của cô, tôi tiếp tục đi cầu độc mộc của tôi, được không? Tôn Ngộ Không, cô giáo cuộc đời. Nghe điện thoại đi. Chẳng phải anh nói chúng ta không thể thua sao? Tại sao bản thân anh lại thua trước? Phải, anh không đối phó được với sếp, không thắng được thì bị chủ nhà đuổi đi, không tìm thấy bạn gái phù hợp. Ở thành phố lớn, anh chính là kẻ kém cỏi. Nhưng anh có trái tim chính nghĩa đầy nhiệt huyết, anh sẽ mãi không chịu khuất phục như một tên ngốc. Anh có biết game không thể thua không? Cuộc sống cũng thế. Đội trưởng, có còn chơi tiếp không? Xin lỗi đội trưởng, tôi đến muộn, xin lỗi. Này, tôi còn tưởng anh lâm trận bỏ cuộc rồi chứ. Lại có thể chơi game rồi, có vui không? Nhóc con, con nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu trận đấu này mà thua thì món nợ này của nhà chúng ta con có trả nổi không?
Bố nói xem cả đời này, cứ luôn sống trong sự tính toán cẩn thận, thú vị sao? Chó hoang cũng có ước muốn trở thành sói mà. Đây là địa điểm thi đấu. Các tuyển thủ đang thảo luận vai trò ra sân của họ. Sự lựa chọn của họ sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng thuộc về bên nào. Bây giờ hãy nhìn hai bên đối thủ. Chiến đội ưng đen trông có vẻ rất thoải mái. Gia đình thắng lợi, chúng ta cũng đã biết họ khát khao chiến thắng. Gia đình thắng lợi trở lại rồi sao? Đúng vậy, tiệm net do họ đại diện từng bị người ta tố cáo cho trẻ vị thành niên vào chơi, bị đình chỉ kinh doanh. Qua điều tra, phát hiện chỉ là sai lầm nên đã khôi phục lại tư cách tham dự thi đấu. Bây giờ họ đã trở lại rồi. Mẹ, cố lên. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Chiến đội ưng đen sẽ sử dụng hiểu biết của họ về trò chơi, cả về kinh nghiệm lẫn sức lực để phân cao thấp với gia đình thắng lợi. Tôi rất trông chờ vào biểu hiện của gia đình thắng lợi. Tôi cũng vậy, sự cuốn hút của game bây giờ đang sáng tạo ra thời đại mới, tràn đầy lôi cuốn và sự nhiệt tình. Chưa đến phút cuối cùng, không ai biết được kết quả thế nào. Tôi tin rồi sẽ có một ngày, game càng đi xa hơn so với bóng đá và bóng rổ. Các game thủ sẽ có được fan hâm mộ của mình, trở thành anh hùng mới. Gia đình thắng lợi là một đội trẻ mà có thể vào đến chung kết, thực sự rất ấn tượng. Có điều hôm nay họ sẽ đối mặt với một đối thủ cực mạnh, đó chính là ưng đen. Tôi tin vận may của họ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Bất luận thế nào, hãy chúc họ thi đấu may mắn. Chiến đội ưng đen khí thế hừng hực, lấy ra những trang bị mạnh nhất của họ. Chúng ta có thể thấy thánh game của gia đình thắng lợi đã đổi đao sang một loại binh khí giống gậy côn vàng. Trong thế giới game, ngoại hình là vô dụng, trí tuệ mới quyết định tất cả. Bây giờ chúng ta dựa theo tiết tấu chung mà nói, cả trận đấu có vẻ ổn định. Có điều, theo số liệu mà nói, ưu thế của ưng đen là rất lớn. Xem ra vận may của gia đình thắng lợi cũng chỉ đến đây thôi. Nếu ưu thế này cứ tiếp tục như vậy, quả cầu tuyết giữa hai đội sẽ càng lúc càng lớn. Chạm đấu. Tốc chiến tốc thắng đi. Bây giờ kỹ năng của mỗi bên cơ bản đã dùng hết. Chúng ta nhìn thấy thiên nhân chạm đột nhiên xuất hiện bắt đầu chém giết.
Chiến đấu với đội trước đó đã tiêu hao phần lớn thể lực là gia đình thắng lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy sự hỗ trợ của Thiên Nhân Trảm vô cùng chính xác, giành được thắng lợi trong đánh nhóm. Chia ra 4-1, họ chia làm hai nhóm, Trảm di chuyển qua lại bất cứ lúc nào để giành lấy ưu thế về số lượng. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đi theo tiết đấu của họ trước đi. Trận đấu tiếp theo đối với gia đình thắng lợi mà nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị loại một lần nữa, Ưng Đen căn bản có thể giành được thắng lợi lần này. Đúng vậy, gia đình thắng lợi càng lúc càng khó khăn trong đánh đối kháng. Bất luận là đấu solo hay đấu phối hợp đều không thể ngăn được đòn công kích của Ưng Đen. Cách biệt về kỹ thuật giữa họ thật sự rất lớn. Tiểu Thương, tôi muốn tạm dừng. Chúng ta có thể thấy gia đình thắng lợi đột nhiên yêu cầu tạm dừng. Phải, sau đợt tấn công này có lẽ Ưng Đen giành được thắng lợi. Không biết thành viên thần bí của gia đình thắng lợi lại có chiến thuật gì mới đây. Tôi nhớ lúc ở quán rượu, Trảm từng nói luôn muốn đấu với cô. Vương Trạch có thể ẩn thân, nếu tốc độ đủ nhanh thì tôi có thể trộm được pha lê của đối phương. Vậy nên, lúc này nếu cô ra thế trận cho tôi thì có thể thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên. Nhưng mà lâu lắm rồi tôi không chơi game. Tôi không biết bản thân mình. Tiểu Thương, muốn chiến thắng bóng ma tâm lý, trước tiên phải đối mặt với nó một lần nữa. Lên. Thành viên đã thoát khỏi đội đi trộm tháp. Trảm, căn cứ đang bị tấn công. Thành viên bị phát hiện rồi. Các thành viên đội Ưng Đen đang rút về căn cứ. Trận đấu có lẽ sắp kết thúc rồi. Không, Tiểu Thương vẫn chưa gục ngã. Cô ấy đang liều mạng ngăn kẻ địch về căn cứ. Bắc Bồ đang sử dụng ma pháp. Đại Hùng nhanh chóng ngăn cản. Thành game tránh được đòn tấn công, lợi dụng vị trí tiếp tục tiếp cận pha lê của căn cứ địch. Thiên Nhân Trảm đến rồi, xem ra gia đình thắng lợi đã hết hy vọng. Chúng ta có thể nhìn thấy pha lê vẫn còn chút máu, còn một chút nữa thôi.
gia đình thắng lợi, thắng rồi, đúng là thắng rồi. Tôi vẫn luôn nói gia đình thắng lợi có thể mà. Thưa các vị hương thân phụ lão, bây giờ xin mời Chủ tịch tiệm nét gia đình thắng lợi, ông Vương Thắng Lợi. Hoan hô! Tiệm nét thắng lợi hoạt động trở lại sau khi mở rộng quy mô. Trong năm thứ 30 hoạt động kinh doanh của Vương Thắng Lợi, lần đầu tiên có tiến bộ. Sau này con định mua vòng đua quay kia, rồi mở rộng lại từ đầu. Kim Uy Liêm đã mua công viên giải trí cùng với bố cậu ấy, chuẩn bị các thiết bị trò chơi mới. Chỗ này sắp mở cửa lại rồi. Nhà họ Vương chúng ta, hễ nam nhân trong nhà đến tuổi 30 thì sẽ truyền bảo bối này lại cho người đó. Bây giờ bố sẽ truyền lại cho con. Thầy Vương, đến anh rồi. Biết rồi. Này, sao hôm nay lại cố tình mặc đồ đôi với em thế? Tình nhân mà không mặc đồ đôi thì mặc gì? Nói anh biết, lát nữa đừng có mà làm liên lụy đến em. Yên tâm đi. À mà, bỗng dưng trở thành nhà bình luận game chuyên nghiệp, anh có cảm giác thế nào?